Hello quý vị các bạn, hôm nay thì mình lại ghé ở đây để ăn cơm của bên quán cô Vân đây, Kim Vân. Đó, đây là món gà kho gừng này, đây là món sườn kho thơm, đây là món đây là chân giò. Món này là món chân giò hả cô? Sườn kho. Nhờ cô nói dùng đây món gì cô? Cái này là cải chua kho với thịt ba rọi. Thịt ba rọi. Món này cô? Chả cá chiên. Chả cá chiên, còn kia là tôm tôm rim. Tôm rim. Món này cô? Sườn kho thơm. Sườn kho thơm, còn món ngoài là gà kho gừng hả cô? Gà kho gừng nó hết rồi hết. Rồi, đây là món gì cô? Sườn kho. Sườn kho. Còn đây là món ếch hết. Ếch xào với cà ri. Còn món này cô? Thịt kho măng. Thịt kho măng. Đây là món đậu hũ. Đậu hũ kho thịt. Còn món đây là tôm rim. Cũng tôm rim. Mà tôm này nó như là tép, tép rim cần. Vâng. Còn món này, món này là mắm ruốc. Mắm ruốc. Món này gọi món gì cô? Dưa mắm. Dưa mắm nhìn hấp dẫn quá. Còn cái món này cô? Thịt đây kho trứng. Thịt kho trứng. Còn trên này các bạn nhìn này, đây là trứng chiên. Trứng chiên. Dạ. Hào cá. Cái này cá gì đấy cô? Cá lóc muối xả. Cá lóc muối xả. Đây là cá đối. Cá điêu hồng chiên. Ba rọi chiên. Đùi gà chiên. Bên đây là cá cơm. Còn đây là cá gì đấy cô? Cá bống. Cá bống kho. Đây cá kèo kho. Còn bên ngoài này là cá gì, đầu cá này cá gì đấy cô? Cá ngừ. Cá ngừ. Đây là cá lóc. Cá lóc kho. Đây là cá ba sa. Nay con ăn cá lóc kho đi ạ. Cho con khúc giữa. Đây cô đang đun canh. Cô con cho con cá lóc kho với lại cái dưa cải chua đấy ạ. Ở đây thì khi mọi người tới ăn thì cô có một cái bếp này. Cô bắc bếp lên để cô đun cho nó nóng các bạn. Hâm lại cho nó nóng. Ở đây cô còn có hai cái lò vi sóng à. Hai cái lò này để khi mà khách ăn thì cô sẽ cho vô trong đây. Cô làm cho nó nóng nên là thường là chúng ta sẽ chờ một chút xíu. Đây cô đang chuẩn bị, đây là rau sống này cả nhà. Rau sống và cô cắt thêm dưa leo. Dưa leo thì sườn được rửa sạch sẵn rồi, xong bỏ trong cái hộp này, bỏ vào tủ lạnh nha các bạn. Ớt hiểm này. Sao quán có mình mà sao cô làm được nhiều món ngon thế? Có chú phụ. Trước cô có học bếp ở đâu không? Không. Không học bếp mà cô làm hay ghê á, bao nhiêu món ngon liền. Bình thường ở nhà nấu ăn rồi làm vậy thôi. Đây tiệm cơm của cô là số 404 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 10. Sau cái dãy này là cái chung cư Ấn Quang đó thưa cả nhà. Và ở đây thì cái vị trí này nằm cách ngã ba Nguyễn Duy Dương và Bà Hạt cỡ khoảng 50 mét. Đây cách ngã ba Nguyễn Duy Dương và Bà Hạt cỡ khoảng 50 mét đó các bạn. Kia các cái bác kia, bác ấy đi, bác ấy mua về chài đây. Còn cỡ khoảng 100 mét phía bên tay phải đây là cổng chợ Nhật Tảo nhé. Cổng chợ Bà Bầu cũ đó. Bên đây có cái đại lý họ bán cam xoàn. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ đi vô ăn cơm nhé. Địa chỉ là 404 Nguyễn Duy Dương, phường 9, quận 10. Có cả số phone luôn đó các bạn. Đây là ngã ba Bà Hạt cắt với Nguyễn Duy Dương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ăn cơm nhé. Đến đây còn có các cái cửa hàng họ bán dép. Dép nhựa, dép trẻ em. Đây các bạn nhìn, đây là một dĩa rau cải xanh, cải con đó.
cải này thì nó hăng hăng giống như là chúng ta ăn mù tạt. Còn đây là một dĩa nước mắm mặn với lại ớt hiểm. Cái này thì để ăn với lại cá và canh chua cá, bông lau. Cả nhà thì dĩa rau rất là hấp dẫn nè, dĩa rau xanh. Thường thì các cô chú anh chị nói ở nước ngoài thì rau này lại mắc hơn là thịt. Đó. Nhất là những các cái nước mà nó lạnh đó, thì thịt thì lại rẻ hơn là rau. Rau mắc hơn thịt đó. Canh chua cá hú này. Đây là cá lóc kho này, rau đó, đây là một bữa cơm mà mình sẽ ăn buổi trưa hôm nay. Đây bây giờ mình đã vớt cái khúc cá ra để ngâm với cả nước mắm mặn. Còn đây thì là còn tô canh chua, đây là cá lóc. Cô ơi, một tô canh chua này là bao tiền cô? 30. Còn phần cơm này nữa là nhiêu tiền cô? 25, vậy là 55.000 nè. Còn nước sâm này là nhiêu tiền một chai cô? 10.000. Vậy nước sâm này là 10.000 này. Cái này 30 là tô canh này 30 là 40 và 25.000. Cơm cá lóc với rau đó là 65.000. Cỡ vào khoảng $3 đó. Bây giờ cũng có những vị khách khác tới để ăn cơm. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn cơm nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ uống nước sâm. Wow. Cá để trong cái thố này xong nó đun lại thì nó rất là nóng các bạn. Còn cá lóc này cũng rất bự các bạn. Nó đây cá lóc kho tiêu rất là ít xương đặc. Cá để trong cái thố này rất là nóng các bạn. Rau cải chua thơm. Rau cải này thì tươi, ăn rất ngon. Cơm.
ăn với cá lóc. Đây chúng ta sẽ uống đến nước sâm này. Nước sâm này là cô nhà cô nấu à. Vị nó ngọt ngọt mà. Rồi bây giờ bỏ lên nước ra. Đó, các cái món ăn dân dã của Tuấn Dương. Cá này vẫn đang ngâm nước mắm, canh chua và rau. Rồi tiếp tục ăn cả nhà ơi. Chấm với cái nước kho cá, cá lóc kho tiêu. Rồi, rau cải nhí. Ta đã ăn xong cái phần thố cá này. Đây bây giờ chúng ta sẽ lật cái miếng cá này ra. Đó. Lật ra cho nó ngấm mắm. Lật ra cho nó ngấm mắm canh chua. Cá lóc này ăn rất chắc thịt. Đây sau khi chấm mắm xong là gắp cá cho được. Cơm cá
cá ngon lắm. Cơm này 65.000 vẫn có khoảng chưa đến 3 đô la là chúng ta có được một cái món rất là ngon. Bây giờ video clip của Tuấn Dương xin phép sẽ end tại đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bye bye quý vị và các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp.